Sáng ngày 7 tháng 11, Thành ủy Phan Rang Tháp Chàm tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 75 năm tuổi đảng cho đồng chí Huỳnh Châu đang nghỉ hưu tại phường Phước Mỹ. Đồng chí Châu Thị Thanh Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đã đến dự và trao tặng huy hiệu. Cùng đi với đoàn có đồng chí Kiều Như Nguyên, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng chí Đỗ Thị Lan Chi, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, đồng chí Võ Vĩnh Long, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố, đồng chí Đặng Quốc Thịnh, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, đồng chí Huỳnh Phương Nam, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Châu Thị Thanh Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đã trao tặng huy hiệu chúc mừng và nhấn mạnh đây là phần thưởng của Đảng ghi nhận sự đóng góp của đồng chí Huỳnh Châu trong 75 năm qua. Tuy tuổi cao sức yếu, nhưng những đóng góp và hoạt động của đồng chí Huỳnh Châu luôn là tấm gương mẫu mực để các thế hệ trẻ noi theo.